Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin nhanh 24 giờ của ống kính hậu trường. Những ngày gần đây, Jack bất ngờ vướng vào lùm xùm không đáng có khi khắp các diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ clip nghi vấn anh chàng nói xấu Sơn Tùng MTP và gọi đàn anh Virus là thằng. Giữa thời điểm ồn ào diễn ra, Jack vẫn giữ động thái bình thản đối mặt và cập nhật những hình ảnh đời thường, chăm chỉ trở lại làm việc sau dịch. Cụ thể, Jack âm thầm đăng tải những hình ảnh cho thấy anh chàng đang tập trung với âm nhạc. Mới đây, Jack còn chia sẻ đoạn clip miệt mài tập luyện vũ đạo gửi tặng cộng đồng fan đom đóm gây chú ý và đoán là Jack sẽ diễn live là một thằng con trai. Trước đó, Jack cũng đã hé lộ hình ảnh đang tổng duyệt cho một chương trình âm nhạc với bên nhạc đánh live. Cho đến mới đây, tối ngày 4 tháng 6 năm 2020, Jack đã đăng tải một tin vui làm vỡ òa toàn bộ fandom đom đóm là phía công ty chủ quản của anh đã thay anh lên tiếng và có động thái cụ thể để giải quyết sự việc. Theo đó, trên trang fanpage của nam ca sĩ bất ngờ đăng tải một thư cảnh báo kèm theo lời khẳng định. Công ty quản lý ca sĩ Jack và đại diện pháp lý của công ty đã chính thức gửi thư cảnh báo đến các bên có liên quan đến việc đăng tải thông tin bôi nhọ và vu khống ca sĩ Jack trong thời gian vừa qua. Nội dung của đơn cũng nêu rõ phía công ty Jack đã phát hiện cá nhân, tổ chức đăng tải những thông tin chưa được xác minh làm ảnh hưởng đến danh dự của nam ca sĩ trong suốt thời gian qua. Nếu không chấm dứt hành động này, phía công ty sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp để bảo vệ chủ hit sóng gió. Theo như những điều luật có ghi trong bức thư cảnh cáo, đối tượng vi phạm tùy theo mức độ phải bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự ngoài việc buộc phải bồi thường những thiệt hại mà người này gây ra. Ngay sau hành động từ phía công ty quản lý của Jack, netizen đã đồng lòng ủng hộ và khen ngợi cho cách xử lý chuyên nghiệp này. Đáng khen cho việc xử lý và có mặt kịp thời của công ty quản lý tránh để mọi việc đi xa hơn, tránh ảnh hưởng đến tinh thần của Jack. Jack phải được thoải mái, tinh thần tốt thì mới tập trung vào công việc được, một cư dân mạng chia sẻ. Như vậy, sau những ồn ào không tích cực về Jack, công ty quản lý của Jack đã bắt đầu có những động thái xử lý vụ việc cho chàng ca sĩ gốc Bến Tre để có thể tập trung hết sức vào sự nghiệp của mình. Mong rằng công ty quản lý của Jack sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ việc này. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe theo dõi kênh ống kính hậu trường để cùng cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại! 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác có so sánh anh em xem muộn ngay, selfie mỏi tay.